Buổi sáng bình yên anh và em đùa vui hồn nhiên say đắm trong khung trời. Màu nắng chiều sáng lên đôi môi son hồng, mùi thơm ngây ngất lòng ai. Đây là thử thách của các bạn. Thời gian 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Có đôi khi ta hờn ghen vu vơ, vì yêu em nên nhỏ nhen dần hơn. Nhưng đến khi xa rồi thì anh chỉ còn lại ngôi sao băng. Dẫu trời khô nắng, dẫu trời mưa gió rét, anh vẫn mong, vẫn mơ có em. Ta hay ngồi tựa kề vai đếm sao trên trời. Ta hay ngồi tựa kề vai đếm sao trên trời. Hệ thống đã chấm điểm đáp án của Lập và kết quả cuối cùng là ta hãy ngồi tựa kề.